chúng sinh và cõi nước đủ thứ nghiệp tạo ra nhập vào như huyễn tế nơi đó không nương tựa như vậy được thiện xảo tịch diệt không hí luận trụ nơi bậc vô ngại khắp hiện đại oai lực dũng mãnh các phật tử tùy thuận vào diệu pháp khéo quán tất cả tưởng giảng dịt nơi thế gian các tưởng như dương diệm khiến họ hiểu điên đảo bồ tát khéo biết tưởng lìa bỏ mọi điên đảo chúng sinh đều khác biệt hình loại chẳng một thứ thấu đạt đều là tưởng tất cả không chân thật mười phương các chúng sinh đều vì tưởng che đậy nếu bỏ thấy điên đảo liền diệt tưởng thế gian thế gian như dương diệm nhờ tưởng có phân biệt biết đời trụ nơi tường xa lìa ba điên đảo như diệm lúc nóng gắt đời thấy rằng là nước thật ra không có nước bậc trí không nên cầu chúng sinh cũng như thế đời hướng về chẳng có như diệm trụ nơi tường cảnh giới tâm vô ngại nếu lìa hết các tường cũng lìa các hí luận kẻ ngu si chấp tường đều khiến được giải thoát xa địa tâm kiêu mạn trừ diệt tưởng thế gian trụ nơi tận vô tận là bồ tát phương tiện bồ tát rõ thế pháp tất cả đều như mộng phi xứ phi vô xứ thả tánh thường tịch diệt các pháp không phân biệt tâm như mộng chẳng khác ba đời các thế gian tất cả đều như vậy thể mộng không sinh diệt cũng không có phương sở, ba cõi đều như vậy, bậc thấy tâm giải thoát, mộng chẳng tại thế gian, đâu chẳng tại thế gian, đây hai chẳng phân biệt, được vào nơi nhẫn địa. Ví như trong mộng thấy đủ thứ các tướng khác, thế gian cũng như thế với mộng chẳng khác biệt, người trụ nơi định mộng, rõ đời đều như mộng, chẳng đồng chẳng phải khác, chẳng một chẳng đủ thứ, chúng sinh các nghiệp sát tạp nhiễm và thanh tịnh như vậy đều biết rõ với mộng đều bình đẳng hạnh của bồ tát hành cùng với các đại nguyện thấu rõ đều như mộng